A à, Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện Nam tải nghe về giách. Xin chào tất cả các em học sinh yêu quý Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài số 7 Tìm hiểu về tập hợp số thực Vậy số thực là gì? Chúng ta đi vào đặt vấn đề Đầu bài người ta nói là Đã có số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỷ, ba chấm lại thêm số thực nữa thật sự là mình cảm thấy nó phân vân đúng không lại phải học thêm một loại số mới nữa sao thì ở đây người ta bảo là em đừng lo vẫn là các số đã biết thôi vậy tóm lại là số thực là số như thế nào tại sao người ta bảo là vẫn là các số đã biết thôi đúng không thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài học để tìm hiểu mục một khái niệm số thực và trục số thực chúng ta đi tìm hiểu số thực là gì đây, trong các bài học trước các em đã thấy là số hữu tỉ và các số vô tỉ đều được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn hay là không tuần hoàn đúng không? Chẳng hạn này chúng ta có này, 3 phần 4 là số hữu tỉ thì đều được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn này hay là 1 phần 9 là số hữu tỷ thì có thể viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn đúng không? Hoặc là căn 2 một đại diện của số vô tỷ thì viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. chuẩn chưa? Nói tóm lại là gì? Các loại số vô tỷ hay là số hữu tỷ chúng ta đã học thì đều viết được dưới dạng số thập phân. Đồng ý chưa? Đấy, thế thì người ta định nghĩa như sau các bạn ạ? À? Số hữu tỷ và số vô tỷ được gọi chung là số thực và tập hợp các số thực ký hiệu là R. Có nghĩa là sao này các bạn hiểu các bạn này. Chúng ta có hai loại số chúng ta đã học đấy là số hữu tỉ và số vô tỉ. Và hai loại số này là tách biệt nhau, đúng không? Số hữu tỉ thì gồm những số thập phân hữu hạn hoặc là vô hạn tuần hoàn. Thế còn số vô tỉ là những số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Đó, thì bây giờ người ta ghép hai tập hợp này lại. Người ta gọi chung nó là số thực. Được chưa? Và tập hợp số thực nhớ giúp cô là ký hiệu R. Chúng ta có thêm chú ý đấy là một Cũng như số hữu tỉ, mỗi số thực đều có một số đối ký hiệu là trừ A. Khái niệm về số đối đúng không các bạn? Thứ hai trong tập hợp số thực cũng có phép toán với tính chất như trong tập hợp số hữu tỉ. Đấy, và chúng ta để ý đến số pi đúng không? Người ta bảo số pi này 3,141592 đấy, ba chấm đấy là số thực đấy đúng không? Thì đúng rồi bởi vì là số thực thì bao gồm cả số vô tỉ và số hữu tỉ mà số pi là số vô tỉ thì nó cũng là số thực thôi đúng không? Đấy, thì thông qua cái chú ý này các bạn sẽ thấy là gì đấy các bạn nhỉ? À, mọi cái tính chất hay là mọi cái tính toán liên quan đến số hữu tỉ xin lỗi liên quan đến số thực thì hoàn toàn tương tự như số hữu tỉ đúng không? Vì vậy nên là chúng ta không có gì phải lo lắng cả, mình cứ làm bình thường thôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ có bài luyện tập 1 để chúng ta luyện tập. À, yeah. trong các cách viết căn 2 thuộc Q, 15 thuộc R, cách viết nào đúng? Đó, thế thì để biết được cách viết nào đúng thì một là các bạn phải nhớ lại là gì? Các tập hợp số thì ký hiệu bằng chữ gì, đúng không? Hai là mình phải nhớ bản chất các tập hợp này thì gồm những số như thế nào đúng không? Thì đầu tiên này, chúng ta sẽ xét căn 2 thuộc quy. Viết đúng chưa nhỉ? Đầu tiên mình xác định này, căn 2 là số vô tỉ. Quy là tập hợp gì các bạn? Tập hợp số hữu tỉ. Thế người ta viết căn 2 thuộc quy là đúng hay sai các bạn? Là sai đúng các bạn. Số vô tỉ và số hữu tỉ vừa nãy cô nói rồi là hai tập số tách biệt nhau. Số vô tỉ không thuộc số hữu tỉ. Đúng không? Đó Đây mà chúng ta phải ký hiệu như thế này mới đúng này Căn 2 thuộc Y Y là tập hợp các số vô tỉ các bạn nha Rồi tiếp theo Thế 15 thuộc R thì sao các bạn nhỉ Có đúng không nhỉ 15 là số gì các bạn Các bạn học từ lớp tiểu học là số tự nhiên đúng không Sau khi học lớp 6, lớp 7 xong Các bạn biết nó là số hữu tỉ Bởi vì nó được viết dưới dạng phân số Thế bây giờ 15 nó có thuộc số thực không nhỉ có đúng các bạn Cách viết này là đúng Bởi vì chúng ta có khái niệm số thực vừa học xong đúng không? Tập hợp các số hữu tỉ và số hữu vô tỉ gọi chung là số thực đúng không? Nên là 15 là số hữu tỉ thì nó cũng là số thực thôi Đúng không? Hay là nói cách khác các bạn nhớ giúp cô nha Tập hợp số thực chúng ta vừa học là tập hợp số lớn nhất Và mọi các số mà mình đã học đều thuộc tập hợp số thực R Tiếp theo chúng ta cùng làm ý B viết các số đối của các số 5,08 299 chu kỳ với trừ căn bậc 2 của 5. Cái này là mình để mình ôn lại số đối đúng không các bạn? Thì vừa nãy mình mới có chú ý đấy các bạn. Người ta có viết là số đối của A thì ký hiệu là trừ A đấy. Đúng không? Nó tương tự như số hữu tỉ. Thì bây giờ cũng vậy. Mình sẽ tìm số đối thôi đúng không? Đầu tiên là số đối của 5,08 299 chu kỳ Thì nó sẽ gì nhỉ? Mình thêm dấu trừ về trước thôi đúng không? Thì mình sẽ có là số đối của 5,08 chu kỳ 299 là số trừ 5,08 299 chu kỳ Đó Thế còn số đối của trừ căn bậc 2 của 5 thì sao các bạn? thì các bạn sẽ thấy là cũng tương tự đúng không? Tức là nếu như mà nó chưa có dấu trừ thì mình thêm vào còn bây giờ nếu có dấu trừ thì ngược lại mình sẽ bỏ dấu trừ đi đúng không? Thì mình sẽ được là số đối của trừ căn bậc 2 của 5 sẽ là số căn bậc 2 của 5. Rất là dễ dàng trong việc tìm số đối đúng không các bạn? Tiếp theo chúng ta sẽ học sang về trục số thực. Thế trục số thực là gì? Nó có giống với trục số mà mình đã học hay không? Đây thì mình cùng làm các hoạt động sau để mình tìm hiểu. Ta đã biết Mọi số hữu tỉ đều biểu diễn được trên trục số. Các số vô tỉ cũng có thể biểu diễn trên trục số. Chẳng hạn ta có thể biểu diễn số căn bậc 2 của 2 như sau. Đây, hình 2.3 là hình vẽ biểu diễn người ta biểu diễn số căn bậc 2 của 2 trên trục số. Các bạn nhìn vào hình vẽ này, cô sẽ thuyết minh bên cạnh đây để các bạn hiểu rõ này. Đầu tiên là người ta sẽ vẽ hình vuông MNPO. Các bạn thấy MNPO chưa? Với cạnh bằng 2. E là giao điểm của hai đường chéo. Mình vẽ được đúng không? Tiếp theo, người ta vẽ đường tròn tâm O, bán kính OE cắt ox tại điểm A. Các bạn thấy đường tròn tâm O Trời bán kính OE chưa? Cắt ox tại điểm A chưa? Đấy, thì trong bài trước chúng ta đã biết là OE bằng căn bậc 2 của 2. Do đó điểm A Đúng không? OA cũng bằng căn bậc 2 của A thì do đó điểm A sẽ biểu diễn số căn bậc 2 của 2. Đúng không? Bài trước mình học rồi đấy, cái bài bằng hình vuông mình cắt nó thành 4, 4 tam giác bằng nhau xong mình ghép lại các bạn. Đúng không? Thành hai tam giác vuông đấy. Đó thì mình sẽ có là cái đoạn OE chính là cạnh của hình vuông có diện tích là 2 đúng không? Đấy thì từ đấy OE là bằng căn 2 thôi. Đó, thì thông qua một ví dụ như vậy thì người ta nói là gì? Số vô tỉ cũng có thể biểu diễn được trên trục số. Thế mà các bạn lại thấy gì? Số thực là tập hợp số hữu tỉ và số vô tỉ. Số hữu tỉ cũng biểu diễn được trên trục số. Số vô tỉ cũng biểu diễn được trên trục số. Thì rõ ràng là số thực, mọi số thực đều biểu diễn được trên trục số đúng chưa? Đó, từ đấy chúng ta sẽ có kết luận là mỗi số thực đều biểu diễn bởi một điểm trên trục số Và ngược lại, mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số thực Chúng ta có thêm chú ý đấy là Vì mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn được một số thực Nên các số thực lấp đầy trục số Và để nhấn mạnh điều này Người ta cũng gọi trục số là trục số thực hình 2.4 đó, thế thì qua đây các bạn sẽ thấy là gì? Trục số với trục số thực là một đúng không? Đấy, nhưng mà để mà nhấn mạnh cái điểm này gì? Mọi điểm ở trên trục đấy đều biểu diễn Hay là các số thực thì lấp đầy trục số nên người ta gọi là trục số thực thôi đúng không? Và các bạn nhìn vào hình 2.4 đấy đúng không? Người ta biểu diễn một số cái điểm ví dụ đấy đúng không? ví dụ như hỗn số này rồi số vô tỉ này, hay là phân số hay là số thập phân đúng không thì mọi điểm đều có thể biểu diễn được trên trục số đúng không đấy và tập hợp các số thực thì nó sẽ lấp đầy hết cái trục số này thì từ cái trục số này các bạn này chúng ta sẽ họ làm thêm một cái câu hỏi nữa nó là người ta hỏi là điểm nào trong hình 2.4 biểu diễn trừ căn bậc 2 của 2 em có nhận xét gì về điểm biểu diễn hai số đối nhau đó thì mình làm từng ý một các bạn nha Đầu tiên là điểm nào biểu diễn số trừ căn bậc 2 của 2 Thì ở đây người ta biểu diễn sẵn rồi các bạn đúng không Các bạn chỉ cần nhìn xem là trừ căn bậc 2 của 2 nó ở đâu Các bạn thấy số trừ căn bậc 2 của 2 chưa Rồi các bạn nhìn xuống các bạn sẽ thấy là điểm đấy là điểm Điểm N đúng không Đó nên mình dễ dàng trả lời được là điểm N biểu diễn số trừ căn bậc 2 của 2 thôi Tiếp theo người ta hỏi là Em có nhận xét gì về điểm biểu diễn hai số đối nhau? Đó, thì đầu tiên là mình sẽ xác định là gì? Điểm N là điểm biểu diễn số uh, trừ căn bậc 2 của hai này Thế còn điểm M là điểm biểu diễn số căn bậc 2 của hai đúng không? Đây là hai số đối nhau Đấy, thì bây giờ dựa vào hai số đối nhau là trừ căn bậc 2 của hai Và căn bậc 2 của hai là hai điểm MN đấy Thì từ đấy mình nhận xét xem về hai điểm biểu diễn hai số này các bạn sẽ thấy thế nào các bạn nhỉ các bạn thử so sánh khoảng cách từ hai điểm này đến điểm O xem các bạn sẽ thấy như nào nhỉ? nó bằng nhau đúng không các bạn bởi vì nó toàn cách ô một khoảng bằng căn hai đơn vị mà thôi đúng không một bên thì về bên phải một bên thì về bên trái đúng không đấy thì từ đấy mình nhận xét là om bằng on đúng không hay là điểm biểu diễn hai điểm hai số đối nhau thì nó cách đều trục cách đều tâm một trục số đúng không điểm ô tiếp theo chúng ta có bài luyện tập 2 cho biết nếu một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng 1 và 3 thì cạnh huyền của tam giác bằng căn 10. Em hãy vẽ điểm biểu diễn số trừ căn 10 trên trục số. Tức là ở đây mình không cần tính đâu, mình chỉ cần biết là gì cạnh huyền của tam giác mà có hai cạnh là 1 3 thì sẽ bằng căn 10 thôi. Bây giờ biểu diễn căn 10 trên trục số. Lại. Thì mình sẽ biểu diễn giống như là Vừa nãy mình biểu diễn số căn 2 các bạn Kiểu vậy Đây Thì mình sẽ biểu diễn như sau Đây đây là hình vẽ mô tả cách mà cô vẽ điểm biểu diễn căn 10 trên trục số các bạn này Bây giờ cô sẽ phân tích để các bạn hiểu này Người ta bảo là cho một tam giác vuông có cạnh là 1, 3 và cạnh huyền là bằng 10 đúng không? Đó Thì lúc này á Cô vẽ tam giác vuông ODA Các bạn thấy tam giác vuông ODA có OD bằng 1, AD bằng 10 đúng không? Thì lúc này cạnh huyền OA nó sẽ bằng căn 10. Đó. Các bạn cũng có thể là gì? Vẽ hình chữ nhật ABOD có hai cạnh là 1,3 thì đường chéo nó cũng là 10 đấy thì cách vẽ là tương đương nhau đúng chưa? Đó, độ dài đường chéo là căn 10. Đấy, thì sau khi mình biết đoạn OA là căn 10 rồi thì mình sẽ lấy compa các bạn vẽ đường tròn tâm O bán kính là OA đúng không? Đó, đường tròn này nó sẽ cắt trục số tại điểm hai điểm M và N các bạn thấy không? Thì điểm bên trái của điểm 0 chính là điểm trừ căn 10 đúng không? Còn điểm bên phải chính là điểm căn 10 đúng không? Đó, và bởi vì đường tròn mà thì mình có OA bằng ON chắc chắn nó bằng căn 10 thôi đúng không? Đó, đấy là cách để mình vẽ điểm trừ căn bậc hai của 10. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về so sánh số thực. Thế thì chúng ta đã biết là các số thực đều viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn. Vấn đề này vừa nãy cô nói rồi đúng không? Vì thế có thể so sánh hai số thực, tương tự như so sánh hai số hữu tỉ viết dưới dạng số thập phân. Có nghĩa là sao các bạn? Thì bản chất là gì? Số thực đều viết được dạng số thập phân thì mình so sánh số thực bản chất là mình so sánh số thập phân thôi mà đúng không? Mà so sánh hai số thập phân thì mình học rồi. Đây chẳng hạn cô lấy một ví dụ các bạn này. Đây, hai số thực viết dưới dạng thập phân đấy là 0,24773 chấm và 0,23823 chấm thì các bạn sẽ thấy là so sánh được là lớn hơn đúng không? Đó, so sánh hai số thập phân thì mình học rồi so sánh từ trái qua phải thôi đúng không và các bạn sẽ thấy đây, đến hàng phần trăm đấy số 4 và số 3 và cô in đậm đấy 4 lớn hơn 3 mà đúng không nên mình kết luận là 0,247 chu kỳ thế lớn hơn 0,2382 thôi đúng không rồi hoặc là các bạn này nếu như là số vô tỷ thì mình cũng viết dưới dạng dưới dạng số thập phân đúng không căn 2 thì bằng 1,414 3 chấm. Nó sẽ lớn hơn 1,410. 3 chấm đúng không? Mình so sánh đến hàng phần, phần nghìn đúng không? 4 lớn hơn 0 đấy. Đúng không? Và nên chúng ta có này trừ căn 2 sẽ bé hơn trừ 1,41 Chính xác không các bạn? Đây. Thì bởi vì mình có là căn 2 lớn hơn 1,410 thì trừ căn 2 phải ngược lại đúng không các bạn? Sẽ bé hơn 1,41 trừ 1,41 đó đó là lưu ý về so sánh số âm các bạn nha các bạn để ý đấy thì từ cái so sánh này đấy các bạn thì mình cũng rút ra được cái kết luận đấy là cũng như các số hữu tỉ chúng ta có ý thứ nhất với hai số thực a và b bất kỳ ta luôn có a bằng b hoặc a bé hơn b hoặc a lớn hơn b đúng không tức là mình luôn so sánh và sắp xếp được thứ tự trong tập hợp số thực Ý thứ hai, với ba số thực a b c, nếu a bé hơn b và b bé hơn c thì a bé hơn c là tính chất bắc cầu, đúng chưa? Tiếp theo chúng ta có tiếp là trên trục số thực, nếu a bé hơn b thì điểm a nằm trước điểm b. Nói riêng, các điểm nằm trước gốc O biểu diễn các số âm các điểm nằm sau góc ô biểu diễn các số dương. Bởi vậy, ta viết x bé hơn 0 nếu x là số âm và viết x lớn hơn 0 để nói x là số dương hình 2.5. Đó, đấy thì ở đây các bạn này người ta nói về cái việc gì xác định số âm hay là số dương đúng không? Và vị trí của các số ở trên cái trục số đấy các bạn. Đúng không? Đấy thì nói tóm lại là mình nhìn vào Cái trục số để cô nói lại Một lần nữa là chúng ta sẽ có là gì Trục số thì có gốc ô ở giữa Các bạn thấy không? Đó thì nằm bên Trái Hay là nằm trước đấy, điểm ô Thì người ta là gồm các số âm Biểu diễn các số âm, được chưa? Rồi thì nằm bên phải Hay là nằm sau điểm ô Thì biểu diễn các số dương, được không? Đó và người ta có ký hiệu là X bé hơn 0 Đấy thì có nghĩa là nói là x là số âm. Thế còn nếu người ta viết là x lớn hơn 0 thì nó là số dương. Được không? Đây, chẳng hạn các bạn này, nếu x là số thực thỏa mãn điều kiện 1 bé hơn x bé hơn 3 thì điểm biểu diễn x nằm giữa hai điểm E và Q trên hình 2.5. Thì ý người ta là thế nào đấy các bạn? Một lần nữa các bạn nhìn lại vào hình 2.5. Các bạn sẽ thấy là điểm E biểu diễn điểm 1, điểm Q biểu diễn điểm 3 Thì bây giờ một bé thua x bé hơn 3 a thì người ta nói là x sẽ nằm giữa cái khoảng từ e đến q được không? Mà do x là số thực các bạn nha Đấy, thì x sẽ bằng rất là nhiều số Không thể liệt kê hết được Và các số đấy nó sẽ lấp đầy cái khoảng từ e đến q các bạn Ví dụ, ở đây trên hình vẽ người ta có biểu diễn 3 phần 2 này nó nằm giữa cái khoảng từ E đến Q thì nó cũng thỏa mãn cái điều kiện là một bé thua x bé hơn 3 đúng không? Thì x cũng có thể là bằng 3 phần 2 hay là căn bậc 2 của 5 là đại diện của một số vô tỉ đấy nó nằm giữa cái khoảng E và Q thì x cũng có thể bằng căn bậc 2 của 5 được chưa? Đấy thì nói tóm lại là nếu như mà số thực x thỏa mãn cái điều kiện như là một bé hơn x bé hơn 3 thì sẽ có vô số số thực thỏa mãn được không? Và toàn bộ cái số thực đấy sẽ lấp đầy cái khoảng từ E đến Q Tiếp theo chúng ta có thêm một cái chú ý đấy là nếu không bé thua A, bé thua B thì căn bậc 2 của A bé hơn căn bậc 2 của B. Đó, thì đây là một cái tính chất rất là quan trọng các bạn nha người ta viết này. Ta thường dùng tính chất này để so sánh một căn bậc 2 số học với một số hữu tỉ hoặc so sánh hai căn bậc 2 số học với nhau. Đúng chưa? À? Đấy, thì rõ ràng là áp dụng tính chất này thì mình có thể so sánh luôn thay vì là việc là mình tính ra cụ thể mình mới so sánh Thì cái điều đấy nó sẽ dây khó dễ khi mà mình làm với cả số vô tỷ đấy đúng không? Đây chẳng hạn mình so sánh các bạn này Căn 2 bé hơn căn 5 mình có thể so sánh luôn Bởi vì 2 bé hơn 5 đúng không? Thì rõ ràng là như vậy nó sẽ nhanh hơn chứ, còn nếu không nếu như mình tính căn 2 bằng số vô tỉ nào đấy, số thập phân này, rồi căn 5 bằng số thập phân thì nó sẽ rất là dài và nó sẽ lằng nhằng hơn đúng không? Thay vì việc là mình sử dụng tính chất là gì? A bé hơn B thì căn A bé hơn căn B đấy, 2 bé hơn 5 thì căn 2 sẽ bé hơn căn 5 thôi, đúng chưa? Tiếp theo chúng ta có bài luyện tập 3 so sánh. Ý A so sánh 1,3132333 chấm và 1,32 chu kỳ 32. Đó thì như vừa nãy mình học rồi đúng không các bạn, so sánh tương tự như so sánh hai số thập phân thôi, đúng không? Ở đây chúng ta có thể so sánh luôn mà không cần phải viết uh, lại số 1,32 chu kỳ đúng không? Bởi vì chúng ta so sánh từ trái qua phải chúng ta sẽ thấy là chữ số thập phân thứ hai. Đúng không? một bé thứ hai đúng không? Nên mình có thể so sánh luôn là 1,3132333 chấm sẽ bé hơn 1,32 chu kỳ đúng không? Đó là ý A. Tiếp tục ý B này, so sánh căn bậc 2 của 5 và 2,36. Có thể dùng máy tính cầm tay để tính căn bậc 2 của 5. Thì rõ ràng bài này thì gì? Mình muốn so sánh được thì đầu tiên mình phải viết căn bậc 2 của 5 dưới dạng số thập phân đã đúng không các bạn? Và rõ ràng là cái này phải dùng máy tính rồi đúng không? Đó thì các bạn sẽ viết được nè, căn bậc 2 của 5 thì sẽ bằng 2,236 3 chấm Mình viết như vậy đủ rồi đúng không? Bởi vì khi mà mình viết đến 2,2 thì mình đã thấy là nó sẽ bé hơn bên này là 2,3 rồi đúng không? Nên mình có thể sử dụng dấu bé để mình so sánh luôn rồi Tiếp theo chúng ta sẽ học sang mục 3 Giá trị tuyệt đối của số thực Thế giá trị tuyệt đối của số thực là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu về khái niệm giá trị tuyệt đối Không qua hoạt động 1 biểu diễn các số 3 và âm 2 trên trục số rồi cho biết mỗi điểm ấy nằm cách góc ô bao nhiêu đơn vị. Bài này thì mình đã học rồi đúng không các bạn? Đây, cô đã biểu diễn cho các bạn này. Chúng ta có một trục số đúng không? ô đấy chia thành những khoảng đơn vị bằng nhau đúng không để biểu diễn điểm 3 thì mình sẽ đếm về phía bên phải hay là phía sau của điểm ô đấy ba đơn vị đúng không mình ghi đi điểm 3 thế còn âm hai thì nó phải nằm phía trái của điểm ô đúng không hay là nằm trước điểm ô đấy mình đếm về hai đơn vị thì điểm đấy chính là điểm biểu diễn âm hai được chưa rồi tiếp tục người ta hỏi là gì đây cho biết mỗi điểm ấy nằm cách gốc ô bao nhiêu đơn vị đúng không? Người ta đang nói cái khoảng cách từ điểm đấy cách góc O đúng không? Thì rõ ràng là mình sẽ đếm xem là gì? Từ O đến điểm đấy có bao nhiêu quãng thì chính là bấy nhiêu đơn vị đúng không? Ví dụ điểm 3 chẳng hạn thì mình sẽ thấy là O cách 3 3 đơn vị đúng không? Còn điểm O đến điểm âm 2 thì khoảng cách sẽ là hai đơn vị đúng chưa? Đây, điểm O cách góc O 3 đơn vị, còn điểm âm 2 thì cách góc O 2 đơn vị. Tiếp theo chúng ta có hoạt động 2 không vẽ hình, hãy cho biết khoảng cách mỗi điểm sau đến gốc ô. Âm 4, âm 1, 1 và 4. Thì các bạn sẽ thấy là gì nhỉ? Mình biết rõ ràng là âm 4, tức là mình sẽ đếm từ ô sang phía trước 4 đơn vị, đúng không? Đó thì âm 4 nó sẽ cách ô 4 đơn vị. Tương tự âm 1 sẽ cách ô 1 đơn vị, 1 cũng cách ô 1 đơn vị và 4 sẽ cách ô 4 đơn vị. Đúng không? Đó là hoạt động 2. Đấy, thế thì các bạn này, từ hai hoạt động này á, các bạn người ta nói rằng với số thực a tùy ý chúng ta có khoảng cách từ điểm a trên trục số đến gốc O là giá trị tuyệt đối của a, ký hiệu là Đấy, các bạn thấy hai gạch dọc không? a ở giữa, đọc là giá trị tuyệt đối của a, đúng không? Thì nói tóm lại là gì các bạn? Giá trị tuyệt đối là gì? Người ta tính khoảng cách từ ô đến điểm đó thì cái khoảng cách đấy bằng bao nhiêu thì đấy chính là giá trị tuyệt đối thôi mà, đúng không? Đây, cô có một câu hỏi thế này. Từ hoạt động 1, hoạt động 2, hãy tìm giá trị tuyệt đối của các số 3, 2, 0, 4 và 4. Thì bản chất là mình đã làm ở hoạt động 2, hoạt động 3 rồi đúng không? Để tính giá trị tuyệt đối của các số này thì mình sẽ tính cái khoảng cách của số đấy đến điểm O đúng không? Đấy và các bạn sẽ được là gì? giá trị tuyệt đối của 3 thì gửi 3 cách ô 3 đơn vị thì nó sẽ bằng 3 này. Giá trị tuyệt đối của âm -2 thì âm -2 cách ô 2 đơn vị thì nó sẽ bằng 2. Giá trị tuyệt đối của 0 thì bằng 0. Giá trị tuyệt đối của 4 bằng 4 và giá trị tuyệt đối của âm -4 cũng bằng 4. Từ đấy thì chúng ta sẽ rút ra một cái nhận xét các bạn này để chúng ta tìm số tuyệt đối tuyệt đối đúng hơn và chính xác hơn. Đầu tiên, giá trị tuyệt đối của 0 là 0. Cái này dễ hiểu đúng không các bạn bởi vì khoảng cách từ điểm 0 đến trục số đến tâm ô đúng không? Sẽ bằng 0 mà. Tiếp tục chúng ta có tiếp này, giá trị tuyệt đối của số dương là chính nó. Đúng không? Chẳng hạn giá trị tuyệt đối của 2 bằng 2, giá trị tuyệt đối của 5 phần 8 bằng 5 phần 8 đúng không các bạn? Đó bởi vì giá trị tuyệt đối thì được tính từ khoảng cách từ điểm đến điểm ô mà thì cái khoảng cách luôn là số dương các bạn ạ. Đó, luôn là số dương thì giá trị tuyệt đối của số dương sẽ luôn là số dương thôi đúng không? Tiếp theo ý thứ ba chúng ta có đó là giá trị tuyệt đối của một số âm là số đối của nó. Chẳng hạn giá trị tuyệt đối của âm 2 bằng 2, giá trị tuyệt đối của âm 5,1 bằng 5,1, giá trị tuyệt đối của trừ căn bậc 2 của 2 thì bằng căn bậc 2 của 2 đúng không? Đó thì như cô nói vừa nãy các bạn ạ, giá trị tuyệt đối luôn là số dương lớn hơn không đúng không? Thì nếu là số âm thì lúc bỏ dấu giá trị tuyệt đối mình cũng phải bỏ luôn dấu âm đúng không? Thành số dương ấy, hay cả cách khác người ta gọi là số đổi ấy được không? Đấy và các bạn thấy rõ ràng là nhờ cái nhận xét này ta có thể tính được giá trị tuyệt đối của một số thực bất kỳ mà không cần biểu diễn nó trên trục số. Tiếp tục cô có thêm một câu hỏi để củng cố đấy là giá trị tuyệt đối của âm 2,5 bằng âm 2,5 đúng hay sai? Là sai các bạn nha Vừa nãy cô nói đi nói lại rồi Giá trị tuyệt đối là khoảng cách từ điểm đấy điểm ô Mà khoảng cách thì luôn là số dương Được không? Nên cái này là sai Mình viết sai Mà chúng ta phải viết là giá trị tuyệt đối của âm 2,5 phải bằng 2,5 cơ Tiếp theo chúng ta có được một bài luyện tập 4 để rèn luyện. Đây, tính ý A à, giá trị tuyệt đối của trừ 2,3. Mình vừa làm cái hỏi, dấu hỏi ở phía trên rồi đúng không? Thì chắc chắn cái này mình không thể sai nữa được không? Giá trị tuyệt đối của một số âm thì bằng số đối của nó đúng không? Hay là như cô nói đấy, bỏ dấu giá trị tuyệt đối thì phải bỏ dấu âm. Có nghĩa là mình sẽ được là bằng 2 phần 3. Tiếp theo, giá trị tuyệt đối của 5 phần 7 là một số dương thì nó bằng chính nó là bằng 5 phần 7 ý C giá trị tuyệt đối của trừ căn bậc 2 của 8 đúng không? Thì số âm thì bỏ dấu âm đi thì sẽ bằng căn bậc 2 của 8 đúng không? Ở đây có những cái số vô tỉ những căn bậc 2 của 8 đó các bạn thì các bạn có thể ký hiệu vậy luôn mà không cần tính ra số cụ thể. Tiếp theo cô có một cái thử thách nhỏ các bạn này. Liệt kê các phần tử của tập hợp A. A là x tập hợp các số x thuộc Z là các số nguyên và giá trị tuyệt đối của x phải bé hơn 5. Đó. Tập hợp các số x là các số nguyên sao cho giá trị tuyệt đối của x bé hơn 5. Thế thì những số nào mà giá trị tuyệt đối của nó bé hơn 5 các bạn nhỉ? Các bạn có thể dễ dàng liệt kê là số 4 này, đúng rồi. 3 này, 2 này, 1 này, 0 đúng không? Các bạn dễ dàng liệt kê được này. Những số này chắc chắn là giá trị tuyệt đối của nó bé hơn 5 rồi. Thế Gần đây là ra là còn số nào nữa không các bạn? Còn các bạn nha, còn những số âm này chúng ta có thể liệt kê thêm là âm 1, âm 2, âm 3 và âm 4 nữa các bạn ạ, à, đúng không? Bởi vì giá trị tuyệt đối của chúng lần lượt là bằng 1, 2, 3, 4 vẫn bé hơn 5, được chưa? Đó, thế đấy là một cái lưu ý nhỏ các bạn nha Nhớ giúp cô là gì? Giá trị tuyệt đối mà bé hơn 5 đấy Như bài toán cụ thể này đúng không? Không những có những cái số dương là 4, 3, 2, 1, 0 Mà chúng ta còn có những số đối của nó nữa là trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4. Được chưa? Đó, và thử thách nhỏ này cũng đã hết bài học của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Các bạn về nhà có thể xem lại video, những phần nào mà chưa hiểu lắm thì các bạn xem đi xem lại nhiều lần. Và làm thêm các bài tập trong sách giáo khoa cũng như là trong sách bài tập để các bạn củng cố thêm. Rồi, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Quá học sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt sách